Trong vòng 25 ngày mà em Tuấn tạo ra một cái doanh số khoảng 125 tỷ anh em ạ. Đấy, ngồi cạnh mình đây chính là Tuấn Đất, chuyên nhà chất đúng không? Vâng, đúng rồi. Vâng, xin chào tất cả mọi người, tôi là Tuấn Đất và hiện tại thì tôi là chuyên gia trong một cái ngách đó là nhà cho thuê tại Hà Nội. Tức là những cái sản phẩm mà em bán sẽ cung cấp cho khách hàng được cái tài sản phòng thủ và dòng tiền đều đặn hàng năm. Đấy, để mọi người có thể về hưu sớm chẳng hạn, hoặc là có những dòng tiền thu nhập thụ động để tự do tài chính. Như đợt trước anh có được biết, đó chính là có những cái tòa mà bọn em bán ấy, thì có cái dòng tiền nếu mà khách hàng tự vận hành nó có thể lên khoảng độ tầm 8-9% một được, năm. Được anh ạ. Có căn 10%. 10% một năm. Có nghĩa là khi mà anh em mà có một cái khoản tiền thay vì chúng ta gửi ngân hàng bây giờ được khoảng độ tầm 3.5-5% một năm, thì chúng ta có thể mua một cái tài sản là bất động sản, là những cái căn nhà có thể cho thuê đúng không? Chính xác. Và có thể mang về dòng tiền khoảng độ tầm 9-10% một năm. Chắc là nhiều người không tin. Không tin. Chắc chắn là nhiều người không tin. Đấy là tự vận hành nhá mọi người nhá. À. Còn nếu mà cho một đơn vị thứ ba vào khai thác thì nó sẽ trung bình là 7%. Ok. Đấy, trung bình 7%. Đấy thì phải đính chính lại, không thì ai cũng đi mua tìm 10% thì lại không đúng. Đấy. Ok, hôm nay thì hai anh em mình sẽ ngồi đây để cùng nhau thảo luận về một vài chủ đề. Chủ đề chính sẽ là trong thời gian đầu năm gần đây, vâng, anh thấy là cái lượng giao dịch bất động sản ở nội đô Hà Nội rất tốt. Chính xác. Và cụ thể là bản thân em trong vòng 25 ngày mà em có tổng là bao nhiêu giao dịch nhỉ? 13 giao dịch. 13 giao dịch và tổng cái tiền gọi là tiền hàng ấy là khoảng 130 tỷ đồng. Thì em có thể là chia sẻ cho anh với cả quý vị khán giả biết là tại sao giao dịch lại nhiều như thế và có phải là thị trường đang sốt trở lại hay không? Xin chia sẻ với mọi người thì cái lý do để em có thể bán nhiều như vậy thì nó rất nhiều yếu tố cộng lại. Nó gọi là, người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đấy, cái đấy là chính xác luôn. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn về vĩ mô. Cái thời điểm bây giờ lãi suất ngân hàng đang siêu rẻ và lạm phát nó tăng rất là cao. Chúng ta gửi ngân hàng thì sẽ vẫn âm hơn so với lạm phát. Ví dụ đi, bây gửi ngân hàng em tính trung bình là 4%, lạm phát trung bình bây giờ phải khoảng 8-10%. Đấy, nói là khiêm tốn. Thì chúng ta gửi tiền vào ngân hàng, chúng ta chắc chắn sẽ mất tiền. Đấy, cho nên là thời điểm này người ta đang hấp, tức người ta đang đổ tiền, chuyển tiền từ ngân hàng vào cái kênh bất động sản. Bất động sản em bán là bất động sản trong nội đô, có sổ đỏ, pháp lý an toàn rồi, rõ ràng rồi. Và nó tạo ra dòng tiền gấp đôi lãi suất gửi ngân hàng bây giờ. Nó khoảng từ 7-10% một năm. Thì đây là một tài sản phòng thủ cực kỳ là tốt trong mọi chu kỳ và mọi thời điểm. Ví dụ chúng ta dịch này, Covid này thì chúng ta vẫn phải ở. Thì giải pháp cái sản phẩm em cung cấp ra là cung cấp cái nhu cầu ở cho mọi người. Đây là ba nhu cầu chính của xã hội, là nhu cầu ăn, ở và mặc, là ba nhu cầu không thể không có được. Đấy, đấy là về vĩ mô. Còn về sâu hơn là về vi mô thì em đã làm trùm trong cái ngách này rồi. Em để nói về chuyên gia thì mình không dám khẳng định, nhưng mà em chuyên trong cái ngách này. Từ khâu chọn sản phẩm cho đến khâu ra hàng em nắm toàn bộ quy trình từ A đến Z. Từ đến khi xây bán này cho đến khi ra hàng thì em nắm rõ luôn ngọn ngành. Và em có một kênh TikTok chuyên review tất cả các sản phẩm tốt trên thị trường. Và em nắm trong tay phải 90% chủ nhà. Đấy, nên là em cung cấp cho khách hàng được những cái căn nhà đẹp nhất và phù hợp nhất và cũng là giá tốt nhất. Đấy, đấy là lý do em có thể thanh khoản được 13 giao dịch trong vòng 25 ngày. Khoảng 100 tỷ, 130 tỷ trong vòng 25 ngày. Thực ra là nếu mà khách hàng đơn thuần xem thì sẽ thấy bình thường. Nhưng mà nếu mà những người môi giới mà xem được những cái video dạng như này thì mọi người sẽ thấy wow lên. Bởi vì đôi khi cả năm trời người ta mới làm bằng bạn Tuấn, bạn ấy làm 25 ngày. Tại sao những cái sản phẩm mà bọn em triển khai nó lại có cái dòng tiền hàng tháng, hàng năm nó cao như vậy? Vâng, đúng rồi. Thì không phải ai cũng tin là những cái bất động sản này nó tạo dòng tiền cao như vậy. Thực sự nó đang rất là nghịch lý. Thường thường thì chúng ta gửi ngân hàng thì chắc chắn là nếu mà theo quy luật thì cái tiền lãi suất ngân hàng nó phải cao hơn cái dòng tiền của mỗi nhà cho thuê tạo ra. Nhưng với kinh nghiệm của công ty em đã xây bán đến tầm 30-40 căn một năm thì bọn em có kinh nghiệm, kiến thức cũng như là trải nghiệm để làm cho những cái tòa nhà nó tối ưu được doanh thu như vậy. Không phải ai cũng làm được đâu nhá. Ví dụ như một khổ đất 45 mét chẳng hạn, với người thường chắc chắn người ta sẽ chia đôi, bọn em là chia ba. Chia ba phòng một tầng thì dòng tiền nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, thì bọn em tối ưu từ những cái nhỏ nhất, từ những cái thiết kế công năng. Cho một ông kiến trúc sư bình thường vào thiết kế không được, vì người ta không có kinh nghiệm, cũng trải nghiệm trong cái ngành này. Có nghĩa là bọn em phải là thực chiến, làm nhiều. Đúng rồi. Làm nhiều thì bắt đầu chúng ta sẽ tối ưu được với một cái căn
diện tích bao nhiêu thì sẽ thiết kế được cho thuê tốt nhất. Đúng rồi, bao nhiêu phòng. Và một cái thửa đất ví dụ như là hình thù như thế nào thì chúng ta sẽ phải thiết kế như thế nào để có đúng. Được một cái dòng tiền cho thuê tốt. Chính đúng không? Chính xác, đúng rồi anh ạ. Thế là khoảng độ trung bình thì mình sẽ tính khoảng độ tầm 7%. Đúng rồi, là đấy khoán. Là khoán cho đơn vị thứ ba vào. Còn tự làm thì trung bình là 9%. Có nghĩa là nó sẽ, các bạn hình dung đơn giản như này này. Ví dụ như chúng ta có một cái tòa nhà cho thuê, chúng ta tự đi thu tiền này, đúng không? Rồi, đúng rồi. Có nghĩa là sửa sang cái gì thì một là chúng ta thuê hoặc là tự làm. Làm hết từ việc thu tiền đến việc làm mọi thứ, chúng ta phải ở đó luôn, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì đúng rồi. Được cái phần trăm khoảng 9%. Còn nếu mà các bạn ủy thác cho một bên đơn vị thứ ba, họ thu tiền, có nghĩa là họ sẽ là làm hết bán rủi ro đấy. À, bán rủi ro thì là mình sẽ trừ đi khoảng 2%. Chính xác. Thì anh nghĩ nó cũng hợp lý mà, đỡ đau đầu. Đúng rồi anh ạ. Thời gian đấy mình làm việc khác có khi còn nhiều tiền hơn. Đúng rồi. Đấy. Cái đấy là thu nhập 100%. Những cái sản phẩm bên em thì nó sẽ có cái mức giá nó khoảng bao nhiêu? Bây giờ thì cái hàng min bên em nó khoảng tầm 6 tỷ là min, tức là nhỏ nhất là 6 tỷ. Nhưng mà nó chỉ đếm như đầu ngón tay thôi, và ra căn nào thì hết căn đấy. Vì cái lượng 6 tỷ rất nhiều người có. Còn riêng em thì em sẽ thanh khoản nhiều nhất trong khoảng trên dưới 15 tỷ. 15 tỷ. Vâng, đấy là cái hàng mà em đang em chuyên một ngách nhưng mà em chuyên một phân khúc thôi. Phân khúc trên dưới 15 tỷ. Đấy. Ok, thế thì bây giờ em có thể chia sẻ là ví dụ như với một cái căn nó tầm 15 tỷ thì nó sẽ có như thế nào? Ví dụ như một căn gần đây em bán đi. Vâng. Đường xá như thế nào này? Chiều cao này, bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng và bao nhiêu tiền một tháng? Căn 15 tỷ thì thường thường dòng tiền thu nhập thụ động, tức là cho ủy thác cho một đơn vị thứ ba sẽ khoảng 90 cho đến 100 triệu. Trên một căn. Tháng. Đúng rồi, trên một tháng. Đấy. Nếu mà căn nào vị trí đẹp thì dòng tiền nó sẽ thấp hơn, vì giá đất nó cao hơn. Còn vị trí mà sâu hơn thì dòng tiền sẽ cao hơn. Đấy. Trung bình là như vậy. Và số tầng của nó thì nó tùy quận nha anh nhá. Ví dụ như Cầu Giấy chẳng hạn, thì Cầu Giấy bây giờ chỉ xây được 6 tầng. Là do cái mỗi quận khác nhau, nhưng mà Đống Đa có thể lên được 8 tầng. Wow. Đấy. Và nó sẽ khoảng từ 16 cho đến 20 phòng. 16 đến 20 phòng. Đấy. Và mỗi phòng được cho thuê từ 4 triệu rưỡi, 5 triệu, có phòng 6 triệu. Đúng là một chú gà đẻ trứng vàng có thật. Chính xác, gà đẻ trứng vàng đấy ạ. Ban đầu khi mà anh nghe đến cái câu chuyện là 7-8% thì anh cũng khó tin. Vâng. Bởi vì là ở Hà Nội anh thấy là có cái dòng là chung cư được cho thuê được dòng tiền gọi là cũng khá là ổn. Vâng. Nhưng mà với những người mà có tài chính nhỏ. Đúng rồi. Được khoảng 3.5 cho đến khoảng 5% vâng. Một năm. Cũng là mình thấy cũng ổn rồi. 5% rất cao với chung cư. Đấy gọi là cho thuê tốt, giá tốt và luôn luôn lấp đầy, đúng chính không? Chính xác, chính xác. Còn đâu trong trường hợp mà không ổn thì có khi nó còn thấp. Thấp, đúng còn không? Còn đâu tự nhiên nghe đấy khoảng 7-8%, 9%, đúng không? Có những căn nào được 10% không? Có, em vừa bán một căn tự vận hành được hơn 10%. Tự vận hành 10%. Tức là căn đấy là 12 tỷ, hơn 12 tỷ dòng tiền tự làm được hơn 100 triệu. Khiếp thật. Tức là tự vận hành là hơn 10%. Dã man. Nhưng mà cái đặc điểm là cái hình thù khổ đất thì nó chính không xác. Bán đấy, đính, đấy đấy đấy. Cho nên là nãy anh mới hỏi em là cái gì nó cũng sẽ có ưu điểm và đúng nhược rồi điểm. Chính xác. Với những cái sản phẩm mà đẹp lung linh thì dòng tiền rất thấp. Chính xác. Còn thấp những hơn. Cái sản phẩm mà hình thù cái thửa đất nó không thể nào mà nó vuông vắn được, có thể là nó bị thóp hậu hoặc là gì đó, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đầu to đầu bé hoặc là đôi hình tam giác. Chuẩn luôn, em bán hình tam giác cân luôn. Cho nên là sẽ được cái dòng tiền nó rất là rất ok cao. Đúng rồi, bởi vì cái câu chuyện là khi mà các bạn đi làm về cái giá đất ấy, làm được cái giá tốt, đúng không? Đúng. Nhưng mà mình lại cho thuê được giá thị trường thì cái câu chuyện là sao cho thuê được dòng tiền cao là đúng rồi. Chính xác, chính xác. Đấy. Đấy, hôm nay thì cũng rất là cảm ơn em vì đã cho anh và quý vị khán giả được biết thêm một cái mô hình đầu tư bất động sản gọi là tạo được ra một cái dòng tiền rất là tốt. Vâng. Cái này thì sẽ phù hợp với những tệp khách hàng là muốn tìm một cái sản phẩm ổn định này. Đúng rồi. An toàn, có dòng tiền cho thuê đều đặn hàng tháng. Đúng rồi. Ngoài ra còn gì nữa? Khách hàng nào sẽ phù hợp em? Ngày trước em chưa bán sâu thì em cứ nghĩ rằng là nó phù hợp cho với những đối tượng là các bác về hưu. Nhưng gần đây thì em tiếp xúc với rất nhiều Gen Z 99 đi mua những căn 6-7 tỷ là đều bình thường. Và các bạn ấy cũng hướng đến những cái tài sản phòng thủ rồi. Nó tạo ra những cái dòng tiền thu nhập thụ động để nó hướng mình đến tự do tài chính thực sự là như vậy. Thực ra các bạn đấy cũng muốn về hưu sớm mà. Đúng rồi. Các bạn ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền từ công việc kinh doanh online, thì người ta muốn đổ tiền vào những cái tài sản phòng thủ trong nội đô. Chắc chắn là nó luôn tăng và nó đều đặn và bền bỉ.
theo từng năm tháng. Quên mất một yếu tố, đó chính là ngoài cái phần trăm hàng năm là khoảng độ tầm 7-8% đó thì còn giá trị đất vẫn còn tăng, đúng không? Vâng, đúng rồi. Nếu mà chúng ta tính cái giá trị đất nó chỉ tăng khoảng độ tầm 10% một năm thôi thì đâu đó là một năm chúng ta sẽ vô hình chung đút túi khoảng độ tầm 20%. Chính xác, chuẩn luôn. Thời điểm hiện tại thì gấp khoảng 4 lần lãi suất của ngân hàng. Đấy, cũng rất là hay đúng không? Thời điểm này cái đất tăng cho mỗi đô có tăng 20% nhanh hay khoảng 10% đâu. Ừ. Tức là đất từ đầu năm đến giờ bọn em đi tìm nó tăng 15-20% rồi. Hay quá. Là khủng khiếp. Vâng. Đấy, cho nên là quý vị khán giả mà đang có cái tầm tiền từ 7 tỷ trở lên, Tuấn thì sẽ tập trung nhiều hơn vào cái dòng sản phẩm khoảng 15 đến hơn 20 tỷ sẽ nhiều. Nhưng mà em có anh em ở dưới sẽ phục vụ những cái đối tượng khách hàng tầm 7 đến 10 tỷ. Đấy. 7 đến 10 tỷ thì đôi khi phải đặt hàng trước. Chính xác, phải đặt hàng. Bởi vì hở ra là người ta mua mất ngay. Bây giờ là em bán thô luôn, bán lúc đang xây. Tức là những người mua như vậy thì sẽ lãi 500 một tỷ một căn là điều rất là bình thường. Đấy, có nghĩa là phải đặt hàng trước và bán từ lúc gọi là đang chát với cả đang đúng rồi đúng rồi nữa. Thì mới có. Thì tầm tài chính sẽ từ 7 tỷ, 10, 15 hoặc là cả triệu đô cũng đều có những cái sản phẩm phù hợp. Thì có thể liên hệ với Tuấn nha, hoặc là nếu bạn nào cần thì có thể liên hệ với Nam thì Nam sẽ kết nối với Tuấn để chúng ta sẽ có thêm một cái mô hình kinh doanh đầu tư bất động sản, có thể tạo được ra một cái dòng tiền rất là ổn định hàng tháng và giá trị bất động sản thì vẫn tăng trưởng đều đặn hàng năm. Ok, cảm ơn mọi người nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.